Chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chuyên mục mua bán bất động sản an toàn, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn mua tài sản chung vợ chồng. Các bạn cũng đã từng nghe Thu nói về vấn đề tài sản riêng rồi. Tài sản riêng thì dễ lắm quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp tài sản này là tài sản riêng của cá nhân nào đó thì họ có một cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân từ 18 tuổi tới nay chưa đăng ký kết hôn lần nào, gọi là giấy cam kết tình trạng hôn nhân đó. Còn đặt trường hợp tài sản chung vợ chồng, rắc rối á. Nói thật với quý vị và các bạn, có những cặp vợ chồng sau khi ly hôn nhưng chưa phân chia tài sản. Và có một số văn phòng công chứng họ đã có những cái thủ tục không biết làm sao chỉ một người ký mà qua luôn. Đó là một cái điều mà đáng buồn. Khi khởi kiện ra thì nó cũng chỉ là một cái con số trên cái tờ giấy thôi. Hôm nay tôi sẽ chia thành hai loại để cho quý vị và các bạn được hiểu. Hôm nay mục tiêu của mình là đầu tư an toàn mà, cho nên luật sư sẽ hướng dẫn. Thứ nhất, chủ thể trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một người. Bây giờ tôi với ông xã tôi kết hôn năm 2000. Tuy nhiên trong cái thời kỳ hôn nhân á, tôi đứng tên con mình tôi. Vậy thì bây giờ năm 2019 tôi chuyển nhượng cái phần đất này cho người khác. Thì phòng công chứng nói: chị Thu ơi, đây là tài sản được tạo lập chung trong thời kỳ hôn nhân á, bắt buộc phải ông chồng chị ký á. Tôi nói ừ thì ký, ký. Chúng tôi kết hôn xem là tài sản chung vợ chồng mà. Đó là cách thứ nhất, cả hai vợ chồng đều ký tên trong cái hợp đồng chuyển nhượng bên bán nha quý vị và các bạn. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tôi cũng kết hôn với ông xã tôi năm 2000. Tuy nhiên rằng là đây là tài sản mà tôi mua của chị gái tôi. Tôi mua giùm của chị gái tôi. Tôi nói ông xã tôi là thôi, bây giờ anh cam kết tài sản này là tài sản riêng của mình em đi. Anh bảo ừ đồng ý thôi. Thì như vậy ngoài cái việc khi mà đi bán đó, khi mà chuyển nhượng cho người khác, giá thỏa thuận xong rồi, cầm thêm cái văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng. Xong rồi quý vị, một mình tôi cũng có thể có quyền định đoạt. Vì có ý kiến của người vợ và người chồng cam kết đây là tài sản được đầu tư công sức của bà Thu, mặc dù nó là tài sản chung trong vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Này tôi làm nhiều lắm quý vị và các bạn. Tôi vùng quê mà, tôi có thể nói được tiếng Hoa. Ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh mà, tôi nói được tiếng Anh. Thế là mấy anh chị công chứng viên nhờ tôi vô dịch thuật. Thú thật với quý vị và các bạn, không có dám dịch được nhiều đâu. Nhưng mình là luật sư mà, mình có cái kỹ năng nghề. Tôi dịch xong rồi tôi nói. Nhưng đa phần thì họ cũng đã hiểu trước cái câu chuyện. Tôi bảo gì chứ, hôm nay luật sư Thu dịch nha. Dịch cái văn bản này, tài sản này là tài sản của vợ anh nha. Đa số là các anh chồng là người nước ngoài. Lấy xong lấy tiền xong rồi cất thì xài chứ, hai ba bữa nữa kiện cáo nói luật sư Thu dịch không kỹ là không đúng nha. Các bạn thấy không? Cho nên hôm nay tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái góc nhỏ, đó là mua bán tài sản chung vợ chồng thì nhất thiết phải có sự đồng ý của hai người bằng văn bản. Thống nhất lại như vậy đi. Tôi cũng có một số nhà và đất do một số anh chị em có nhu cầu chuyển nhượng. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì hãy inbox cho luật sư. Tất cả những cái tính pháp lý về giấy tờ nhà đất thì các bạn cứ yên tâm. Và việc giao nhận giao dịch qua văn phòng thì cũng rất là yên tâm và chuẩn mực.
Riêng về năm 2018 thì theo một cái số liệu thống kê không chính xác thì những cái đất nền này thì giá trị nó tăng hơn 30% so với năm 2017. Cứ nói như vậy đi, một năm thì tăng vào khoảng 30%. Thôi thì cũng còn phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa các bạn nhé. Lý do tại sao tôi làm cái chương trình này? Tôi lên mạng, cái rất là nhiều anh chị em chuyên gia chỉ, thì trong cái một comment nó có một cái đoạn: em đi về Củ Chi, em nghe lời và em thấy đất không có nền mà nó chỉ tùm lum hết, em bị tẩu hỏa nhập ma thôi, em sợ Củ Chi luôn. Bạn nào đó nha, nếu bạn sợ Củ Chi thì hãy đến với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, chúng tôi sẽ giúp bạn về tính pháp lý. Dĩ nhiên nó cũng có cái lợi, khi bạn thông qua giao dịch qua văn phòng thì sẽ yên tâm về tính pháp lý, và chúng tôi thì có một cái khoa phòng nhỏ từ cái người bạn. Quý vị và các bạn nào quan tâm thì hãy xem cái inbox ở phía dưới nha. Xin trân trọng cảm ơn.